Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh ướt hay là bánh cuốn nhân thịt nè bằng chảo. Một cách nhanh nhất mà bánh nó trong dai và rất là thơm luôn là bằng bột đóng gói, nhưng mà không hề nghe được cái mùi bột, y chang như là các bạn làm gạo sai vậy đó. Rất là ngon, dễ làm lắm, thì mời các bạn cùng xem video và cùng vào bếp để thực hiện bánh cuốn ngon nha. Mình chuẩn bị 150g bột năng là một chén á. Tiếp theo mình có là 200g bột gạo, thì mình dùng cái loại bột gạo lọc á, các bạn dùng hiệu nào cũng được hoặc là bột gạo mịn cũng được nha. Mình sẽ cho hết phần bột gạo vô trong cái thau nè. Bột năng mình cũng cho vào luôn. Hai loại bột mình dùng là 350g. Trộn cho nó đều với nhau trước nha. Rồi các bạn sẽ lấy nước mình cho vào. Với 350g bột thì mình sẽ dùng là 800ml nước. Lượng cho đủ 800ml nước các bạn cho hết vào trong thau. Rồi khuấy đều lên cho hai loại bột nó hòa tan với nhau. Thì bột này mình khuấy lên xong rồi phải có thời gian cho bột nghỉ. Các bạn muốn làm bánh này ngon thì phải có thời gian để bột nở ra và mình tẻ bột để bánh nó dai ngon và nó trong á. Mình sẽ để yên ở đây 15 phút hoặc là nửa tiếng. Với cái thau bột chút nữa mình sẽ tẻ lần một. Tiếp theo thì mình chuẩn bị nhân, mình có là 150g thịt nạc xay, mình dùng cái loại vai heo. Mình có tiếp là nửa cái củ sắn thôi, không cần dùng hết. Nấm mèo ngâm nước cho nó nở ra. Và đây là hành và tỏi băm. Củ sắn thì mình cắt ra. Với cái lượng này á, thì nửa củ là vừa, còn nếu các bạn thích ăn nhân nhiều thì mình dùng nguyên củ. Cắt ra sợi sợi cho nó dài dài vậy nè. Mình sẽ cắt lại cho nó hạt lựu nha. Càng nhuyễn thì vô cái nhân mình xào lên nó càng ngon á. Thì vừa củ sắn và vừa thịt thì nó ngon. Nấm mèo mình cũng băm cho nó nhuyễn lại luôn. Càng nhuyễn thì nó đều nha. Quay trở lại thau bột, mình để yên được ở đây nửa tiếng đồng hồ á, thì thấy bột nó lắng vậy nè. Các bạn sẽ chắc cái phần nước trong ở bên trên bỏ đi. Bước này chính là cái bước mình tẻ bột, giúp cho bột nó không có bị hôi nè. Và mình chắc hết cái phần nước trong và mình bỏ đi cái phần nước này. Các bạn sẽ bù lại nước sạch nha. Mình bỏ đi bao nhiêu thì mình bù lại bao nhiêu. Quấy đều lên. Thì nếu mà không có thời gian các bạn làm vậy cũng được một lần. Còn nếu có nữa thì mình để thêm nửa tiếng lần hai nữa. Xào nhân luôn nha, hành tỏi mình phi cho nó vàng thơm lên. Cho thịt vô xào. Cho thịt vô thì các bạn để lửa lớn để phần thịt nó rời ra và nó săn thơm. Xào và đè đè nó xuống vậy nè. Thịt nó sẽ rời ra. Khi mà phần thịt nó thơm lên rồi, các bạn sẽ cho củ sắn vô. Mình cũng xào đều lên. Cho củ sắn thì các bạn để lửa trung bình thôi, để cho củ sắn nó chín á. Để lửa lớn quá thì củ sắn chưa kịp chín mà cái chảo nó sẽ bị khét. Rồi bây giờ các bạn xào cái phần củ sắn cho nó thơm lên ha. Rồi mình cho nấm mèo vô luôn, xào cho nó chín luôn. Hai loại này cho nó quyện vào nhau. Thì phần thịt đó mình chỉ cần săn thơm lên là nó chín rồi. Bây giờ chờ cho củ sắn và nấm nó chín. Rồi tiếp theo thì mình nêm dầu hào 1 muỗng canh, hạt nêm 1 muỗng cà phê, muỗng cà phê đường luôn. Trộn đều lên. Thì cái gia vị nó vừa vừa thôi, ngọt ngọt, mặn mặn, nhẹ nhẹ. Tại vì mình còn ăn thêm nước mắm nữa, không cần phải nêm đậm quá. Xào khoảng chừng 5 đến 10 phút nữa với lửa vừa để cho củ sắn nó chín, cạn nước lại. Thì bây giờ các bạn cho thêm một ít tiêu xay nữa cho nhân nó thơm. Cuối cùng là đảo đều nữa là được rồi nha. Lúc này thì mình tắt bếp, để phần nhân ở đây. Quay trở lại thau bột, mình để yên nửa tiếng. Bây giờ thấy nó lắng xuống vậy nè, cái nước trong nó nổi lên trên. Tiếp tục mình sẽ tẻ bột lần hai. Mình chắc hết cái nước trong luôn. Cũng giống như bước đầu tiên, mình chắc bỏ bao nhiêu thì mình bù lại bao nhiêu nước lọc bình thường á. Đây là mình tẻ được hai lần bột. Cho vào đây chút muối. Đây là dầu hành phi nè, các bạn cho vào đây thêm 1 đến 2 muỗng canh nữa
để giúp cho cái bánh nó béo, và khi mà mình tráng bánh á, nó không có bị dính chảo nữa, nó tróc và nó bóng hơn. Khuấy đều lên nữa là có thể tráng bánh được rồi. Mình sẽ dùng cái màng bọc á, các bạn bọc cái khuôn này lại như nè, để chút nữa mình ướp bánh ra cho nó dễ nha. Làm nóng chảo, thoa một lớp dầu mỏng, cho bột vô, các bạn lắc đều chảo để cho phần bột nó mỏng ra. Đậy nắp lại trong vòng 1 phút. Khi thấy hơi nó tỏa nhiều lên, bánh nó trong là nó chín, mình úp chảo ra. Vậy là xong một cái bánh rồi nè. Mình quét sơn một lớp dầu ăn lên miếng lá, hoặc là các bạn lên cái mâm cũng được. Úp nó ra. Tiếp theo mình tráng tiếp nha. Cũng đậy nắp lại 1 phút. Bánh nó trong là nó chín nè. Mình úp ra rất là dễ. Quét sơn lớp dầu ăn, chất chồng lên thì chút nữa mình tách ra cũng dễ. Thì nếu mà các bạn không có sắp cho nó thành một lớp thì mình làm ra cái bánh nào mình cho nhân lên mình cuốn cái bánh đó. Đây, bánh rất là trong luôn ha, mỏng giống như là mình tráng khuôn vậy đó. Cũng tương tự nha, mình sẽ cuốn một cái cách làm bánh cuốn và một cái cách làm bánh ướt kiểu miền Tây. Xong rồi mình sắp vào dĩa. Những cái bánh hồi nãy mình xếp chồng lên nhau thì mình để không nha, rất là dai luôn, khi nào ăn thì các bạn cho nhân lên trên. Bánh không hề bị đứt, trong, dai mà mỏng chứ không có độ dày quá. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha. Bánh ướt thì làm thêm nước mắm chua ngọt. Nước mắm thì mình làm tỷ lệ là một nước mắm, một đường, hai nước, nấu sôi lên để nguội, các bạn cho thêm chanh, tỏi, ớt. Và ăn kèm là giá trụng, dưa leo, rau thơm, các loại mình cắt nhỏ ra. Thì hôm nay mình sẽ ăn cùng với chả giò. Chả giò này trong video lần trước mình đã chia sẻ cái cách làm rồi. Chả giò mình để tủ lạnh, khi nào ăn đem ra chiên ăn, chả rất là giòn ngon và để được lâu nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử nha. Bánh ướt kiểu cấp tốc làm bằng chảo không cần khuôn mà bánh vẫn ngon. Thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bột rất là ngon luôn, dai dai và thơm ngon, không hề bị nghe cái mùi bột đóng gói. Các bạn tẻ bột á, cái bánh của mình nó mỏng tự nhiên và nó có cái độ dai tự nhiên nữa. Ăn rất là ngon, mặc dù tráng chảo nhưng mà làm nó mỏng thì nhìn thấy cái bánh nó ngon ha. Ăn cùng với nước mắm nè, chua chua ngọt ngọt, chả giò thì nó giòn giòn. Ăn ngon mà không hề bị ngán, chỉ bỏ ra chút xíu thời gian các bạn sẽ có ngay cái món bánh ướt để thưởng thức rồi. Ai cũng có thể làm được tại nhà chỉ với một cái chảo, nhanh và đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này, vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nha. Đừng quên chia sẻ các video của kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.